Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa tâm với tam bảo và màu áo của chư tăng cho nên con hay đặt bát cúng dường cho các vị khất thực ngoài đường, nhưng thời nay hay có người giả mạo, vậy khi con cúng dường như vậy thì con có phước không hay có tội vì vô tình tiếp tay cho lười biếng không đi làm mà lừa dối lợi dụng hàng Phật tử tín tâm? Để quý vị chắc chắn thì chỉ đơn giản là mình gặp vị nào đi khất thực ngoài đường, mình chỉ cúng dường thực phẩm chứ đừng cúng dường tiền, thì mình an tâm. Như sư khi đi khất thực thì cũng chỉ nhận thực phẩm chứ không nhận tiền. Và nếu như ai mà chỉ nhận tiền không nhận thực phẩm thì mình biết người đó là người giả. Bởi vì khi mình nhận thực phẩm không nhận tiền, mình đi khất thực rất là nhanh. Và như vậy đó, mình cũng tránh được cái tình trạng là giả tăng, giả sư. Kính thưa Thầy giáo dạy cho con được rõ mục đích đạo Phật là không còn luân hồi sanh tử, đi đến giải thoát Niết Bàn. Vậy Niết Bàn là trạng thái như thế nào? Và sau khi thân hoại mạng chung đi về nơi đâu? Có cảnh giới để đến hay là không có gì cả? Chúng ta chỉ cần biết Niết Bàn là nơi mà không còn tham, không còn sân, không còn si. Đúng như mô tả ở trong kinh Ái Diệt là Niết Bàn. Khi mà chúng ta dẹp bỏ được tham, sân và si trong nội tâm, tự khắc chúng ta biết được Niết Bàn là gì. Niết Bàn ở đâu? Chết rồi thì mình đi về đâu? Lúc đó tự khắc biết. Giống như một ly cà phê, thì chúng ta muốn biết mùi vị cà phê, chúng ta chỉ việc pha một ly và uống. Còn chúng ta có ngồi, chúng ta viết cả trăm ngàn quyển sách đi nữa thì chúng ta cũng sẽ viết sai, mô tả sai về mùi vị của cà phê. Chúng ta sẽ cho con hỏi. Xin sư hoan hỷ vì sư tu theo Nam Tông mà con hỏi về các bộ kinh Bắc Tông cũng hơi kỳ. Nhưng nếu sư có nghiên cứu thì xin sư cho biết thêm kiến thức. Kinh Địa Tạng nói là Phật thuyết trên cung trời Đạo Lợi để độ Hoàng hậu Maya, và kinh Diệu Pháp Liên Hoa là Phật thuyết trong kinh định để cho các Bồ Tát nghe. Và kinh A Di Đà nữa, ba bộ kinh đó có phải do Phật thuyết không hay là do các tổ bên Bắc Tông chế ra? Thứ nhất là thời nay cái việc nghiên cứu, khảo sát, khảo cổ đã hoàn tất. Sự khảo cổ dựa trên hai cái cơ sở. Một là cơ sở dựa trên những cái bản sáng tác gian dở ở trong động Đông Hoàng của Trung Quốc.
cho thấy là những cái bản kinh bây giờ chúng ta gọi là kinh Đại Thừa, ví dụ như Địa Tạng, Pháp Hoa, Di Đà, là được sáng tác sớm nhất là khoảng 700 năm sau khi Đức Phật Niết Bàn. Các cái văn bản được sáng tác gian dở vẫn còn di tích, di chỉ ở Động Đôn Hoàng. Cái thứ hai là căn cứ dựa trên cái ngôn ngữ hình thành nên bản kinh đó. Quý vị cũng biết là cái tiếng Việt của mình á, bây giờ nó không có giống tiếng Việt của mình hồi xưa. Hồi xưa người ta sử dụng tiếng Việt nó khác, bây giờ mình sử dụng tiếng Việt nó khác. Mà cách đây 100 năm thôi là cái ngôn ngữ nó đã khác rồi. Cái cách hành văn, cái cách dùng từ nó đã khác, huống chi là cách đây hơn 2.500 năm. Cho nên những nhà nghiên cứu họ thừa sức dựa trên sự biến đổi của ngôn ngữ để biết được là từng loại văn bản được xuất hiện vào thời kỳ nào. Cái việc đầu tiên để chúng ta khảo sát đó là cái sự tồn tại của văn bản tiếng Phạn. Thì một số những cái bài kinh được sáng tác sau này thì sẽ không có văn bản tiếng Phạn. Ví dụ như kinh Địa Tạng, Di Đà, Pháp Hoa và các cái kinh các kinh Đại Thừa nói chung không tồn tại bản tiếng Phạn. Bởi vì đơn giản là người sáng tác ra họ không đủ trình độ để họ sáng tác một bản tiếng Phạn. Quý vị hiểu không? Giống như là bây giờ mình nói một bản kinh đó là một bản kinh cổ xưa, thì thời xưa đó mình dùng tiếng Phạn thì nó phải còn tồn tại văn bản tiếng Phạn của bài kinh đó. Cho nên là một số bài kinh thì không còn, không có. Cái thứ hai là cho dù có được văn bản tiếng Phạn đi nữa thì cái ngôn ngữ, cái phong cách dùng, phong cách sử dụng cái tiếng Phạn đó nó cũng sẽ thể hiện thời kỳ của nó. Ví dụ như văn bản, cái phong cách đó thể hiện là nó được sáng tác vào khoảng 1.000 năm sau khi Phật Niết Bàn, hoặc 500 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, hoặc là 300 năm, 200 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Thì cái văn bản nó sẽ thể hiện cái tuổi thọ nơi mà văn bản được sáng tác. Cho nên là cái nguồn gốc của các cái kinh Đại Thừa thì không còn là một cái vấn đề gọi là bí mật nữa. Bởi vì bây giờ cái người nghiên cứu, người học đạo, người nghiên cứu sâu xa đó, ngày càng nhiều, thì với những ai có lòng nghiên cứu thì đều có thể biết được, nghiên cứu ra được cái điểm này. Sư lấy ví dụ một cái trường hợp như thế này là quý vị biết là nó văn bản được sáng tác ở sau. Ví dụ như kinh gọi là Mục Liên, kinh Mục Kiền Liên đó, thì nó có một cái giai thoại là bà Thanh Đề đó, bà đã làm cái bánh bao nhân thịt chó để cho tăng đoàn. Nhưng mà quý vị có biết là cái món bánh bao đó không có tồn tại ở xứ Ấn Độ, mà đó là cái món đặc trưng của Trung Quốc. Nó giống như bây giờ mình mô tả vào một thời sáng sớm Napoleon thức dậy và ăn một tô phở bò. Khi mà mình nghe là Napoleon thức dậy
và ăn một tô phở bò là mình biết cái người đó nó xạo rồi. Tại vì phở bò là sản phẩm của Việt Nam, mà sản phẩm Việt Nam vào thời Pháp, chứ còn trước thời Pháp cũng không có cái món phở bò nữa. Đó. Thì như vậy là mình nghe là mình biết ngay. Thì tương tự như vậy, bằng những cái bằng chứng, thí dụ như mà Mục Kiền Liên cho Chư Tăng dùng bánh bao nhân thịt chó, thì điều đó ngay lập tức chúng ta biết, à cái này là mấy anh bên Trung Hoa các anh sáng tác, chứ bên Ấn Độ không có cái món này. Thì rất nhiều những cái bằng chứng tương tự như vậy. Hoặc bằng chứng ở trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm tựa đó có nhắc một số nhân vật, ví dụ như Ngài La Hầu La, mà Kinh Pháp Hoa thì được sáng tác, được cho là sáng tác vào cuối, ở trong hoàn cảnh của bộ kinh đó, thì nó là vào cuối thời kỳ, tức là sáng tác cuối cùng. Thì cái thời kỳ đó nó lại có một cái nghịch lý ở ngay trong cái phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa. Đó là nói là có Ngài La Hầu La, trong khi đó Ngài La Hầu La đã viên tịch rất là sớm. Tức là Ngài đã viên tịch, Ngài đã Niết Bàn rồi, mà không hiểu bằng cách nào đó mà triệu hồi Ngài về để viết lên cái, để cho Ngài xuất hiện ở trong cái tình huống của cái Kinh Pháp Hoa đó. Thì có rất nhiều những cái trường hợp tương tự như vậy, do cái người sáng tác không có nắm được cái lịch sử. Bạch sư xin hướng dẫn cho cư sĩ tại gia nghi thức tối giản nhất để tụng kinh mỗi ngày. Thì khi mà quý vị tụng kinh mỗi ngày một cách tối giản nhất, thì chúng ta chỉ đảnh lễ Tam Bảo, sau đó rải tâm từ và hồi hướng. Thì mỗi một ngày đó, quý vị thấy là ở đây có tụng mấy cái bài kinh, thì quý vị để ý xem là tụng những bài kinh nào, quý vị đánh dấu rồi về chúng ta tụng theo đó. Chúng ta tụng thì chỉ có chừng 20 phút, cho nên là nó rất là ngắn ha, chúng ta có thể tụng theo được. Cái thứ hai, ân đức khác nhau giữa tụng kinh mỗi ngày tại nhà và tụng cùng tăng chúng tại chùa. Nếu như mà mình tụng kinh một cách đàng hoàng nghiêm túc á, thì nó không có khác nhau. Như trường hợp một vị nữ thánh cư sĩ vào một buổi sáng khi mà bà tụng kinh á, thì chính xác là vào canh cuối của đêm, thì vào cái giấc khoảng 4 giờ đó, bà tụng kinh, thì khi bà đang tụng như vậy thì bà thấy một cái vần hào quang chói lòa xuất hiện. Thì bà mở mắt ra và bà thấy một cái vị trời. Thì khi mà bà hỏi đó, đây là ai đây, thì vị trời mới nói thưa chị, em là trời Tứ Thiên Vương. Thì khi mà em nghe chị tụng kinh thì em rất là hoan hỷ, và em có một món quà tặng cho chị. Đó là vào sáng ngày hôm nay, tăng đoàn do Ngài Xá Lợi Phất cùng 500 vị tỷ kheo sẽ xuất hiện, sẽ đi ngang qua đây, và Ngài chưa ăn uống gì cả, thì chị có thể đến để chị cúng dường đó. Thì coi như là cái vị trời này đó tặng bà một món quà. Đó là gì? Là cái tình báo là ngày mai đó tới sáng là Ngài Xá Lợi Phất sẽ dẫn đoàn tỳ kheo 500 vị đi ngang qua. Thì bà rất là hoan hỷ và bà đón đầu để bà cúng dường. Thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi tại sao mà bà biết Chư Tăng mà đi ngang qua để đón đầu cúng dường. Thì bà có kể là buổi đêm gần sáng khi bà tụng kinh đó, thì
vua trời Tứ Thiên Vương có ghé ngang qua và có thông báo. Thì khi mà mình tụng kinh một cách nghiêm túc đàng hoàng, thì dù cho mình có là cư sĩ tại gia ở tại nhà thì vẫn có phước báo và chư thiên vẫn sẽ ủng hộ đảnh lễ như thường. Chùa Bắc Tông có thông lệ tụng kinh sám hối và lạy 108 Đức Phật vào ngày mùng 1, 14. Phần sám hối này có đúng theo lời Phật dạy không? Ý nghĩa của việc sám hối đó là mình thưa với Tăng cái việc lỗi mà mình đã tạo. Có những việc lỗi mà mình không còn có thể sám hối với đương sự được nữa. Ví dụ như là đương sự đã mất, hoặc là có mình không biết đương sự bây giờ ở chốn nào, thì mình công khai cái tội lỗi đó ra để chư Tăng ghi nhận là mình đã biết đây là lỗi lầm, để tránh tái phạm trong cái ngày vị lai. Thì đó là ý nghĩa của sám hối, chứ không phải là để chư Tăng tha lỗi. Không phải. Trừ khi mình phạm cái lỗi nào đó đến với chư Tăng thì mình xin chư Tăng tha lỗi, thì cái đó đúng. Chứ còn mình phạm cái lỗi bình thường, mình chỉ đơn giản là thưa với chư Tăng để chư Tăng ghi nhận là mình đã ý thức được đây là sai lầm, để ngăn ngừa cho ngày vị lai thôi. Cho nên á, dù cho quý vị có lạy 108 Đức Phật, lạy 1000 vị Phật đi nữa thì nó cũng không có hết lỗi, không có hết tội. Sư thấy có nhiều vị rất là thích lạy Phật, thì xin thưa mình lạy Phật, mình có cái phước cung kính của việc lạy Phật, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Cái nào ra cái nấy. Nó giống như mình bị đau răng mà mình đi mình uống thuốc đau bụng thì nó cũng chất quớt. Cái nào nó ra cái đó ha. Lạy Phật thì nó có cái phước cung kính của việc lạy Phật. Còn lỗi lầm thì mình sám hối, ý nghĩa của sám hối thì sư đã nói rồi nha. Chứ không có cái chuyện là sám hối mà mình lạy Phật thì nó hết tội, thì không có chuyện đó. 14:30 ở các chùa Nam Tông thì 14:30, các chùa Bắc Tông 14:01 hả? Hoặc là 14:30 hoặc 15:01 thì đều được cả. Là cái ngày đó mình đến chùa để mình tụng kinh pháp lệ rồi mình sám hối. Thì đó mới là đúng theo lời Phật dạy. Rồi thứ tư, nghi thức đầu tiên khi tụng kinh đảnh lễ Đức Phật có bắt buộc phải dâng hương? Không có bắt buộc phải dâng hương. Khi mà chúng ta đến gặp Đức Phật hoặc gặp Tam Bảo nói chung, thì chúng ta có thể cúng dường bằng bất kỳ cái gì mà chúng ta có. Chúng ta hoan hỷ thì chúng ta cúng dường thôi. Cái chuyện chúng ta dâng hương là một hình thức cúng dường, là chúng ta dâng cái hương thơm đến cho Đức Phật, hoặc dâng hương thơm đến cho Tam Bảo. Đó là một hình thức cúng dường. Cho nên chúng ta có cúng hay không thì đó tùy thuộc vào chúng ta. Sẵn nhắc đến cái vụ mà dâng hương cúng dường, thì chúng ta nên lựa chọn nhang sạch, cái hương sạch, chứ đừng có lựa chọn cái nhang hóa chất. Quý vị biết là một trong những cái bệnh nghề nghiệp của các vị tu sĩ là bị ngửi những cái nhang hóa chất rồi từ đó đâm ra bệnh. Thậm chí có thể đưa đến sự ung thư đó. Quý vị rất là hiếm khi ngửi mùi nhang, nhưng mà các vị tu sĩ là thường xuyên phải ngửi mùi nhang. Mà khi mình cúng những cái nhang hóa chất á, nó làm độc hại, thì đó là mình đang góp phần đầu độc các vị tu sĩ. Thì như vậy cái phước mình chẳng những rất là kém, mà nó còn vô tình mình tạo thêm những cái nghiệp không có hay nữa. Thì nhang sạch bây giờ nó không có đắt đâu.
Thành ra chúng ta nếu như chúng ta có lòng thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng năng nhang sạch để chúng ta cúng dường. Bạch sư cho con hỏi, vì sao ở trạng thái thọ xả vẫn là tham ái? Có thể tìm hiểu vấn đề ở đâu trong kinh Tạng? Để tìm hiểu vấn đề này thì quý vị học A Tỳ Đàm, để chúng ta phân tích rõ các tâm. Ví dụ như cái tâm tham của mình nó sẽ có hai thọ, một là thọ hỷ, hai là thọ xả. Thí dụ như chúng ta nghe nhạc thì có những bài nhạc mà nó làm cho chúng ta thích thú. Cái sự thích thú đó nó rõ rệt, thì khi đó tâm tham của mình nó thọ hỷ. Nhưng có những bài nhạc, ví dụ như những cái bài nhạc không lời, violon, piano, những cái tiếng mà róc rách không lời đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy chúng ta thư giãn mà không có một cái sự ưa thích đặc biệt, thì khi đó đó là tâm tham thọ xả. Muốn biết phân tích kỹ hơn thì chúng ta chỉ có học A Tỳ Đàm. Hoặc là như trường hợp chúng ta uống nước, thì khi mà chúng ta uống cái nước mà chúng ta có sự thích thú đặc biệt thì khi đó là tâm tham thọ hỷ. Mà khi chúng ta uống nước mà có cái sự dễ chịu, nó không có cái sự thích thú một cách đặc biệt, thì đó chính là tâm tham thọ xả. Các cái quá trình còn lại, ví dụ như chăm sóc cây, thả lỏng ở trong hồ bơi, mà bây giờ nhiều người gọi là thiền bơi đó, xin thưa, hoặc là thiền nghe nhạc, thì toàn bộ đều là tâm tham thọ xả cả. Thứ hai, trong quá trình thiền có nhiều lúc không biết rõ được cảm thọ lúc đó. Ví dụ khi đi thiền vào buổi sáng, không khí se lạnh, cơ thể lúc này thọ ưu thuộc sân, nhưng tinh thần lại thấy thoải mái, tỉnh táo, dễ chịu. Thọ lạc thuộc tham. Vậy thực ra thì chỉ cần đánh giá tương đối cảm thọ của thân tâm để giữ chánh niệm, hay cần ghi nhận chính xác cảm thọ ấy? Cái nào nó rõ ràng nhất thì mình quan sát cái đó. Thí dụ như có cái trạng thái thân và tâm nó nghịch nhau, thì như vậy cái trạng thái nào nó rõ rệt hơn, trạng thái của tâm rõ rệt hơn thì mình quan sát nơi tâm, mà trạng thái nơi thân rõ rệt hơn thì mình quan sát nơi thân. Bạch thầy cho con hỏi, trong nhà Phật có cụm từ tam vô lậu học, có phải là giới định tuệ không thầy? Nếu không phải thì xin thầy cho con hiểu về cụm từ tam vô lậu học là gì. Tam là ba, vô lậu là không còn ô nhiễm, học là phương pháp để thực hành. Thì đúng, tam vô lậu học chính là giới học, định học và tuệ học. Bởi vì ba cái này giúp cho chúng ta thoát khỏi hoàn toàn ô nhiễm, tức là thoát khỏi vô minh. Cho nên là chúng ta gọi đây là tam vô lậu học. Nhắc tới cái từ vô lậu thì sư chợt nhớ, ở đời á thì người ta sợ vô sinh, nhưng mà ở trong Phật giáo thì chúng ta lại muốn được vô sinh. Vô sinh tức là niết bàn. Vô sinh có nghĩa là không còn cái sinh tử nữa. Cho nên ở đời thì người ta sợ vô sinh, còn vô chùa thì mình lại thích vô sinh. Ở đời á thì người ta sợ vô duyên, nhưng mà vào chùa thì mình lại thích vô duyên. Tại vì vô duyên ở đây tức là mình không còn duyên nữa, không còn cái duyên sanh tử luân hồi, là cái vòng tròn duyên khởi mình bị cắt đứt. Cho nên ở đời thì người ta ghét cái vô duyên, nhưng mà vào chùa thì mình lại thích cái vô duyên. Rồi ở đời đó thì người ta sợ cái thứ vô học, nhưng mà ở trong chùa thì mình phải hướng đến cái sự vô học.
Tại vì vô học ở đây tức là chứng đắc A-la-hán. Việc cần phải học, việc cần phải làm đã làm rồi, không còn phải làm thêm gì nữa, không cần phải học thêm gì nữa, thì chúng ta gọi đó là vô học. Kính bạch sư, sau khóa thiền 10 ngày ở Phước Sơn, tính sân của con có sự chuyển hóa rất nhiều. Riêng tính thích nghe những lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng thì con cảm thấy hoan hỷ hơn. Con xin sư thử dạy làm sao để khắc phục và sửa chữa. Những lời nói thẳng thắn và chật quá thì con có sự so sánh, lời này dễ chịu hoan hỷ, lời kia khó chịu và không mấy hoan hỷ. Thì khi mà chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta quán cái tâm của mình, thì nhờ như vậy đó chúng ta có sự kiểm soát, thành ra tâm của mình đó, nó sẽ bớt đi cái sự bồng bột, bớt đi chạy theo những thứ nó thô thiển. Ví dụ như tâm tham thô thiển, tâm sân thô thiển đó. Ví dụ như có vị về thì phát hiện ông chồng ông có buồn nhí, phát hiện vợ thì ngoại tình, thì bình thường lẽ ra mà họ phát hiện như vậy thì họ nóng giận dữ lắm, họ ghê gớm lắm, nhưng mà nhờ thực hành tứ niệm xứ cho nên họ nhìn rõ được cái tâm của mình và nhìn rõ được cái bản chất của chúng sanh nó là như thế, thành ra họ hóa giải được cái trạng thái tâm. Toàn bộ những cái mình có được là nhờ mình thực hành. Cho nên ở đây thì quý vị muốn cái tâm của mình nó trở nên tốt hơn nữa thì mình chỉ cần thực hành nhiều hơn nữa. Tham gia một khóa thiền thì mình bớt được một phần, thì tham gia 10 khóa thiền thì mình bớt được 10 phần đó. Rồi cứ tham gia riết thì từ từ mình sẽ càng lúc càng trở thành một con người tốt hơn. Chỉ đơn giản như thế thôi. Các sư thì không có, cũng chẳng có giỏi hơn quý vị đâu, chẳng qua là các sư có nhiều thời gian rèn luyện hơn, thành ra từ đó tâm của các sư nó trở nên nhạy cảm hơn và dễ kiểm soát hơn hàng cư sĩ, thế thôi. Và con kính sư, pháp danh diệu hạnh của con bằng tiếng Pali là gì? Sư nhớ nếu như mà quý vị có xin sư cho quy y và pháp danh thì sư luôn có tìm cái pháp danh cho quý vị. Cái pháp danh mà sư đặt cho cái người mà xin pháp danh với sư á, thì sư làm hai bước. Cái bước đầu tiên thì sư sẽ tìm cái tên tiếng Pali tương ứng trong tên Pali của các vị thánh. Ví dụ như của nữ thì tìm trong thánh ni, trưởng lão ni kệ, còn tên của nam thì tìm trong trưởng lão tăng kệ. Như vậy đó, cái tên Pali của mình á, nó mang cái tính chất thiêng liêng. Giống như ở bên Thiên Chúa thì họ có cái gọi là cái tên thánh, thí dụ thánh Paul hoặc là đại loại như vậy, thì nó mang cái tính thiêng liêng. Thì cái tên tiếng Pali khi mà sư cho quý vị nó cũng mang cái sự thiêng liêng ở trong đó, bởi vì đó là tên của các vị thánh từng tồn tại, từng xuất hiện ở thế gian này. Rồi sau khi mà chọn cái tên vị thánh đó rồi đó, thì sư mới xem cái nghĩa việt của cái tên đó. Cho nên là có nhiều tên á, thì mình phải linh động. Giống như bây giờ mình tìm một cái tên tiếng Anh đi, như là tên Thomas chẳng hạn, mà bây giờ đòi tìm cái nghĩa việt cho tên Thomas thì phải nói nó rất là khó. Hoặc là Alexander, hoặc là Sophia chẳng hạn như vậy, mà mình muốn tìm một cái nghĩa việt cho cái tên đó đó thì nó sẽ hơi khó, thành ra sư phải linh hoạt một tí. Mà chính bởi vì như vậy, có đôi khi thí dụ như một cái tên Pali mà sư dịch, sư để cái tên tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu là thí dụ như là
diệu hạnh đi, mà bây giờ quý vị quên rồi thì làm sao sư có thể sư phân ngược từ tiếng Việt ra Pali cho quý vị được. Và sẵn thì sư nói luôn về cái chuyện đặt tên. Khi mà đặt tên á, thì mình hạn chế cái chuyện là mình dò từ điển. Chẳng thà mình lấy một cái tên sau đó là mình tìm hiểu cái tên đó có nghĩa gì thì nó còn tạm ổn. Chứ còn cái kiểu mình dò từ điển thì nó rất là kẹt. Như là Ngài Chánh Thân Ngài có nói, nó giống như cái người Tây không biết tiếng Việt, muốn đặt tên cho con tiếng Việt, thành ra dò cái quyển từ điển, lấy cái quyển từ điển Việt Anh ra để mà lấy tên cho con, thì xin thưa nó rất là không ổn. Bởi vì có nhiều cái tên mà mình nghe nó rất là quê mùa, mà trong khi đó mình có thể có những cái tên nó hay hơn. Ví dụ như, hoặc như mình á, bây giờ mình muốn đặt tên con bằng tiếng Anh, mà mình mở quyển từ điển, ví dụ như, thì quý vị thấy nó kỳ không? Có ai đặt tên con là smart không? Ví dụ mình muốn con thông minh, có ai đặt tên con là smart không? Hoặc là có muốn con nó đẹp, thì có ai đặt tên cho con là beautiful không? Nó kỳ ghê lắm, thì tên tiếng Pali cũng y chang vậy đó. Có những cái từ mà mình cứ dò từ điển, rồi mình lấy cái chữ mình thích, nó kẹt lắm. Cho nên tốt nhất là cái tên nó phải từng tồn tại nha, thì nó sẽ hay hơn. Kính bạch sư, cho con hỏi là trí tuệ thế gian có hỗ trợ gì cho tuệ của tham thiền không? Tại con thấy quý sư người nào cũng có học vị học hàm, vậy nên một người không có trí tuệ thế gian thì có được căn cơ, có bị cản trở gì hay thiệt thòi cho việc tu học không thưa sư? Xin thưa là sư không có học vị cũng không có học hàm gì cả. Cho nên á, là sư có thể khẳng định là bản thân cái học vị học hàm thì nó chỉ có tác dụng ở một số trường hợp nhất định. Giống như bây giờ quý vị hỏi bây giờ cái bằng cấp bằng lớp 12 của quý vị nó có tác dụng gì hay không? Thì bây giờ có thậm chí nhiều nơi họ chẳng cần đòi cái bằng lớp 12. Nhưng mà cái bằng đó nó thể hiện là mình từng học qua 12 năm phổ thông. Nhưng mà mình học qua 12 năm rồi đó, thì cái bằng đó nó chỉ là cái bằng chứng mình từng học qua thôi. Còn bây giờ mà lôi ra đạo hàm tích phân thì mô Phật không ai nhớ đâu. Đó. Thì như vậy nó có ý nghĩa gì hay không? Có nhiều vị thì có cái học hàm, học vị. Nhưng cái học hàm, học vị đó chỉ chứng tỏ là vị đó từng trải qua, từng học ở cái chỗ đó thôi. Chứ còn cái kiến thức thì không còn. Ví dụ như mình học, mình có được cái bằng bằng tiến sĩ, nhưng mà cái kiến thức của một ông tiến sĩ thì không có. Bây giờ có rất là nhiều những cái dự án cầu lông, nếu mà quý vị biết, người ta nghiên cứu những cái thứ vớ va vớ vẩn thì cũng có được cái bằng tiến sĩ. Thành ra cái quan điểm cá nhân của sư thì cái thực học nó quan trọng hơn là cái giấy tờ. Một người có khả năng nghiên cứu ở cái cấp độ tiến sĩ, cấp độ giáo sư, nó vẫn quý hơn là một người có bằng giáo sư, tiến sĩ mà chỉ đơn giản chỉ để có, để mà để ở đằng trước cái tên. Mấy mốt để cái tên giáo sư, tiến sĩ Thích Hạnh Tuệ, mà trong khi đó ông dốt đặt, ông không biết cái gì hết trơn hết trọn, thì nó rất là kỳ. Nó gọi là hữu danh vô thực. Mà người Việt mình thì lại có cái sở thích là chạy theo bằng cấp, mà cái thực học thì mình không có chú trọng. Muốn bổ nhiệm một người nào đó thì đòi hỏi người đó phải có một cái giấy tờ, phải có cái bằng cấp nào đó. Chứ còn bởi vì cái khả năng đánh giá thực học thì mình không có. Mình chỉ đánh giá dựa trên giấy tờ thôi. Thành ra là bây giờ có rất là nhiều những cái tiến sĩ giấy là như vậy đó. Thì cái trí tuệ thế gian nó có
hiệu quả, chứ không phải nó không có hiệu quả. Bởi vì á, khi mà mình có nhiều kiến thức về thế gian á, thì mình trong những cái công cuộc hoằng pháp, thí dụ như là cái chuyện giảng pháp, thì mình có thể đem những cái trường hợp ví dụ ở đời để mình áp dụng vào ở trong đạo, để mình nói phân tích để cho nó dễ hơn. Sư không biết người khác như thế nào, nhưng mà cá nhân sư ha, thì khi mà sư đọc về cái nguyên lý marketing, thì sư đều có thể đem cái nguyên lý marketing đó sư ứng dụng vào trong bài giảng, sư ứng dụng vào trong Phật pháp. Hoặc là sư đọc về cái nguyên lý về hội họa chẳng hạn, thì sư vẫn có thể đem nó áp dụng để mà giảng pháp, để đưa ra những ví dụ phù hợp để cho cái việc là giảng pháp. Và nói nó kỳ, chứ ngay cả một cái anh chơi bời đó, ảnh kể kinh nghiệm cua gái của ảnh, thì sư vẫn có thể nhìn ra cái khía cạnh ứng dụng trong Phật pháp. Nó gọi mà ở trong kinh tạng á, thì gọi nó là cái vô ngại giải. Chúng ta có bốn cái vô ngại giải. Một là từ vô ngại giải, hai là pháp vô ngại giải, ba là nghĩa vô ngại giải, và bốn là biện tài vô ngại. Cái từ vô ngại giải á, là mình không bị cản trở bởi cái ngôn ngữ. Thí dụ như mình có nhiều khả năng ngoại ngữ thì đó chính là từ vô ngại giải. Còn cái pháp vô ngại giải tức là mình nhìn cái gì thì nó cũng ra được một bài pháp. Mình nhìn bất kỳ vấn đề gì cũng ra được một bài pháp. Mình nhìn một bông hoa nó cũng ra được một bài pháp. Mà bông hoa này đó, nó ví dụ như ở đây có bông hoa màu hồng, bông hoa màu vàng, bông hoa màu trắng, bông hoa màu đỏ, thì mình cũng ra được một bài pháp. Cái người nào thì tương ứng với bông hoa màu hồng, người nào thì tương ứng với bông hoa màu vàng, người nào tương ứng với bông hoa màu đỏ, người nào tương ứng với bông hoa màu trắng. Khi mà sư nói bây giờ là trong đầu sư đã có cái cấu tứ để nó ra một bài pháp về những bông hoa này tương ứng với người cư sĩ, thì đó chính là pháp vô ngại giải. Mình không có giới hạn, mình nhìn đâu mình cũng lấy đó làm đề tài nói pháp được hết. Hoặc ví dụ như bây giờ ly nước thì cái ly nước này là ly nước lọc, trong đó nó có những cái bọt bong bóng, thì sư có thể lấy cái đề tài là một ly nước lọc trong đó có những bọt bong bóng để ra một cái thời pháp, thì đó chính là pháp vô ngại giải. Mình nhìn cái gì mình cũng ra pháp được hết. Cái thứ ba chính là nghĩa vô ngại giải. Đó là một cái câu kinh, một cái vấn đề mình có thể chia chẻ bao nhiêu tùy thích. Ví dụ như trường hợp Ngài Xá Lợi Phất, một câu kinh Ngài có thể thuyết 84.000 khía cạnh khác nhau của cái câu đó. Thì đó chính là cái nghĩa vô ngại giải, là mình có thể mình thuyết, mình nói không bao giờ mình nói hết. Nó cứ từ cái này liên kết qua cái khác. Và cái cuối cùng là biện tài vô ngại, là cái khả năng trả lời, khả năng phản biện, khả năng vấn đáp mà không có bị ngăn ngại. Thì đây là bốn cái vô ngại mà bất kỳ một vị pháp sư nào cũng đều phải nỗ lực phát triển. Thì theo sư mình phát triển bốn cái này nó hay hơn cái vụ mà mình phát triển để mình có được một cái tờ giấy, để có một cái chức danh trí tuệ thế gian. Thành ra đó, cái trí tuệ thì ngay cả trí tuệ thế gian đi nữa thì nó cũng cần. Nhớ giùm sư nha, bốn cái vô ngại giải này nè, thì nó cũng thuộc về cái phạm trù là phàm trí. Chỉ có điều là nó hỗ trợ cho cái việc hoằng pháp thôi. Chứ còn những vị mà không có nguyện hoằng pháp, thậm chí các vị đó cũng không có tu tập cái này để làm chi,
mà các vị đó đi thẳng đến cái trí tuệ giác ngộ, đó chính là sự tu tập tứ niệm xứ. Thì đương nhiên biết đâu đó sau này sư đổi ý, sư ráng, sư chạy kiếm cái bằng tiến sĩ nó không chừng, ai biết được. Kính bạch sư, hoan hỷ cho chúng con biết hiện tại trên mạng chia sẻ các lớp học gieo hạt năng lượng tế bào gốc vân vân, nhất là lớp học kim cương, con luôn thuyết phục em con luôn thuyết phục chúng con đăng ký học. Hôm nay kính sư dạy, có phải học là tâm tham phải không ạ? Cái học ở thế gian thì nhiều lắm, làm sao mà sư biết hết được. Cái quan trọng là mình phải xem coi cái mục đích của khóa học đó để làm cái gì. Có những khóa học, ví dụ như người ta nói là khóa học dạy làm giàu, nhưng thực tế thì học cái khóa đó chỉ có cái ông dạy là ông giàu, còn mình thì mình chỉ có tốn tiền thôi. Rồi có những cái khóa học đó, nó chỉ đơn giản là sự góp nhặt và một cái người khéo nói, chứ không có mang lại cái sự lợi ích gì thiết thực. Thì chúng ta phải có sự tỉnh táo, bởi bây giờ người ta bán khóa học rất là nhiều. Và những cái lớp học quý vị nói thì sư cũng không có biết là cái gì. Ví dụ năng lượng tế bào gốc, xin thưa nhé, sẵn xin mới nhớ bác sĩ Quynh Trần ở Mỹ, là một vị bác sĩ rất là nổi tiếng. Bác sĩ nói như thế này nè, có những cái thành tựu khoa học á, mà chúng tôi cũng rất là dè chừng, và chúng tôi phải nói rõ là nó chỉ mới thử nghiệm thành công ở trên thỏ thôi, chứ chưa có thử nghiệm trên người đó. Chúng tôi làm khoa học thì chúng tôi phải nói rất là rõ. Nhưng mà có những người đó, họ bán những cái loại thực phẩm chức năng á, thì họ rất là mạnh miệng, họ dám tuyên bố là nó có thể chữa ung thư nọ ung thư kia. Thì phải nói là chúng tôi phải cảnh báo. Bởi vì cái người mà họ nghiên cứu cho nó nghiêm túc thì họ rất là dè dặt trước bất kỳ một thông tin nào, hoặc là bất kỳ một công dụng của cái thuốc nào. Xin thưa là ngay cả cái đông trùng hạ thảo á, thì cũng không phải là ai cũng dùng được. Và khi dùng á, là mình phải có sự cẩn trọng. Bởi vì có sự ghi nhận là có những ca bị xuất huyết bao tử do sử dụng đông trùng hạ thảo. Cho nên là đối với bác sĩ á, là các vị đó phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, chứ không phải là bạ đâu cũng dùng. Và đặc biệt những người không có nghiên cứu, không có học y khoa, là những người bán những thực phẩm chức năng, thì họ lại rất mạnh miệng khi tuyên bố tác dụng của nó. Bởi vì họ, cái sự tuyên bố của họ nó không có ai phải yêu cầu đưa ra chứng cứ, thành ra là họ cứ mạnh miệng họ tuyên bố thôi. Thí dụ như là một cái món gì đó có cái chất gì đó, nhưng hàm lượng dưỡng chất trong cái món đó ra làm sao thì mù mờ. Thành ra là chúng ta nên cẩn trọng. Đặc biệt á, những cái khóa về thiền, Phật giáo, những cái khóa mà về tâm linh, thì nó sẽ thuộc cái bổn phận của sư, và nó thuộc cái phạm vi hiểu biết của sư. Thì nếu như quý vị hỏi những cái khóa đó thì sư có thể cho quý vị một cái lời khuyên. Còn những cái khóa thông thường thì sư cũng chịu thua thôi. Thí dụ như có vị hỏi sư một cái khóa thiền nào đó mà được quảng cáo cái vị thiền sư đó đó là đảm bảo là cho thiền sinh thấy ánh sáng, thì sư rất là dè chừng. Bởi vì khi sư hướng dẫn quý vị, sư không bao giờ dám nói là quý vị sẽ hành thiền với sư là quý vị sẽ có ánh sáng. Sư không bao giờ sư dám nói. Bởi vì cái đó nó tùy thuộc vào sự nỗ lực cá nhân của mỗi người, rồi cái phước, cái ba la mật của mỗi người. Chứ ai dám hứa ba cái vụ đó.
Đó là chưa kể là có vị còn hứa là sẽ cho thiền sinh thấy được cái tiền kiếp ghê gớm. Thì những cái đó là những cái mình phải cẩn trọng nha. Người ta nói cái hàng mà nghiên cứu thiệt á, thì họ rất là dè chừng trong các cái công bố. Còn mà bán bản thực phẩm chức năng á, thì sẽ chữa đủ mọi loại ung thư. Rồi, kính bạch sư, xin sư giải thích dùm con. Hoan Hỷ viết con Hoan Hỷ, xin sư Hoan Hỷ con viết dài. Những người bị tai nạn mất, họ có ở chỗ họ chết không, hay họ đi theo nghiệp của họ? Cái việc đầu tiên là những người bị tai nạn chết thì ngay lập tức họ tái sanh về cảnh giới tương ứng. Rất là hiếm, xin nói là rất là hiếm, trừ những trường hợp cá biệt, đặc biệt cá biệt thì mới tái sanh ngay tại chỗ. Còn hầu hết trường hợp thì tái sanh ở cảnh giới khác. Nó có những, chúng ta tạm gọi là có những cái cung đường mà thường xảy ra tai nạn. Thì chúng ta cứ nghĩ là cái kiểu người ta chết rồi người ta quanh quẩn ở đó, rồi người ta hại người này hại người kia. Nhưng mà thực tế thì không phải. Những người mà bị tai nạn chết ở đó đó thì họ tái sanh về cảnh giới khác rồi. Họ tái sanh, họ đi chỗ khác rồi, họ không ở đó nữa đâu. Mà ở đó, đó nếu có thì chỉ có một con duy nhất thôi. Thí dụ như có một số loài á, thì nó sẽ hại người khi mà đi ngang qua cái khu vực của nó trong những cái điều kiện thỏa mãn. Khi mà thỏa mãn một số cái điều kiện nhất định á, thì nó sẽ có thể nó gia hại. Ví dụ như chúng ta thấy là những cái vùng mà thường xảy ra tai nạn nè, hoặc là những cái khu vực mà người ta đi vào rồi người ta không có thấy đi ra. Thì trong kinh cũng có mô tả có những cái khu vực mà các cái loài phi nhân nó canh giữ ở đó, rồi nó được phép bắt bất cứ ai mà xâm phạm vào hoặc thỏa mãn một cái điều kiện nào đó là nó có quyền nó bắt. Chứ còn mà chúng sanh sau khi chết là đi chỗ khác, đi theo nghiệp, chứ không có còn ở tại vị trí cũ nữa ha. Cái trường hợp có tại vị trí cũ rất là hiếm, chứ không phải là có thường đâu. Những người chết tai nạn phải thỉnh thầy lại trục hồn, vậy có kết quả không sư, có đúng không sư? Thì xin thưa là không có đúng nha. Bởi vì chúng sanh sau khi chết thì họ tái sanh đi theo nghiệp, không có cái chuyện là mình phải trục hồn, mình rước hồn như là một số quan niệm của dân gian. Còn mình muốn làm thì mình làm thôi. Thì ngoài cái chuyện tốn tiền ra thì nó mang lại cái sự yên tâm, một cách an ủi cho gia đình, chứ còn mà hiệu quả thiệt thì không có. Con có một đứa con sinh viên mới ra trường, mới mời bạn bè đi uống sữa, không may bị tai nạn mất. Khi hai xe chạy cùng chiều, xe trước vô tình giảm ga làm con của con buộc phải lách qua đường, giải phân cách gây tai nạn, người bị thương nặng nhưng vẫn còn sống, công an xử bên con phải bồi thường, con chấp nhận. Vậy con của con có mang nghiệp không? Trong cái trường hợp mà mình tham gia giao thông đó, thì đầu tiên là mình phải xét đến cái chủ ý. Thí dụ như có những cái do mình bất cẩn, mình không có sự chú ý. Thí dụ như con đường đó nó quy định là mình chỉ được chạy 40 cây số giờ thôi, nhưng mà mình kéo lên tới vượt qua cái quy định đó, nó dẫn đến tai nạn. Thì cái gốc rễ là do mình đã chủ quan, mình không ý thức, mình không tuân thủ được luật giao thông. Thì cái ý thức chủ quan đó nó là nghiệp nha. Nó sẽ tạo nên cái nghiệp
và chúng ta sẽ nhận lãnh cái hậu quả của nó. Hoặc là khi chúng ta lưu thông ở trên đường đi, chúng ta vi phạm những cái quy định về an toàn giao thông thì bản thân nó cũng là nghiệp, không cần phải chờ đến lúc mà chúng ta bị công an phạt hoặc là chờ đến lúc mà chúng ta gây tai nạn thì nó mới tạo nghiệp. Mà khi chúng ta có ý thức coi nhẹ cái quy tắc giao thông thì bản thân nó đã là nghiệp rồi. Còn khi mà chúng ta có ý thức, chúng ta gìn giữ giao thông, chúng ta có ý thức để khi chúng ta tham gia giao thông mà cái sự kiện bất ngờ xảy ra, nó làm cho chúng ta bị tai nạn, thì trong trường hợp đó mình không có cái chủ ý coi thường tài sản tính mạng người khác mà tai nạn vẫn xảy ra, thì trường hợp như vậy là mình không có tạo nghiệp ha. Còn khi chết thì có chết tai nạn có siêu thoát không? Vì con nghe sư giảng về phi nhân, con sợ con sẽ đi về đâu. Chết vì tai nạn hay chết vì bất kỳ một cái trường hợp nào khác thì chúng ta đều tái sanh theo nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta chết á, chúng ta có những cái trường hợp như sau. Một là cái chết nó đến quá nhanh, chúng ta không có trải qua thời kỳ cận tử, ví dụ như là chết trong tai nạn giao thông chẳng hạn, thì trong trường hợp đó đó, một là tâm của mình vào thời điểm đó, thời điểm cuối cùng hốt hoảng á, cái tâm của mình nó hướng về đâu thì mình có thể mình đi về đó. Ví dụ như tâm của mình lúc đó mình sợ hãi, mình lo lắng, hoặc là những cái tâm bất thiện thì mình sẽ đi xuống. Còn nếu như tâm của mình á, mình có chánh niệm, hoặc là mình có những cái tâm, ví dụ như có những người mà họ bị tai nạn thì họ ngay lập tức là họ mô Phật, hoặc là họ kêu Phật, họ nương tựa nơi Phật, thì như vậy cái tâm cuối cùng của họ là thuộc về cái tính, thì như thế thì họ có thể đi lên, bởi vì cái tâm cuối mà nương tựa Phật á, thì đó là cái tâm thiện. Còn nếu như không á, cái chết mà mình cái tâm nó không có rõ ràng, thì trong trường hợp đó mình phải xét theo cái nghiệp bình sinh của họ. Trong cái nghiệp bình sinh á, mình có tạo nhiều phước hay mình tạo ít phước. Mà Đức Thế Tôn Ngài có giảng ở trong Tương Ưng, trong trường hợp ông Hoàng, có một ông Hoàng dùng họ Thích Ca đến gặp Đức Thế Tôn và nói là bây giờ nếu như trên đường con đi đến gặp Thế Tôn có những cái xe nó chạy ẩu, có những con bò chạy ẩu, có những con người chạy ẩu, có những con voi chạy ẩu, thì nếu như con bị chết bất ngờ thì con sẽ đi đâu? Thì Đức Thế Tôn mới nói là giống như cái cây á, nó nghiêng về phía nào thì khi ngã nó sẽ ngã về phía đó. Ngày bình thường á, mình làm thiện nhiều thì khi chết bất đắc kỳ tử như vậy mình sẽ sanh thiên. Còn ngày bình thường mình làm ác nhiều thì khi chết bất đắc kỳ tử như vậy mình sẽ đi xuống các khổ cảnh. Cái siêu thoát á, mình theo cái hiểu của chúng ta thì sanh về cõi người, cõi trời thì chúng ta mới gọi là siêu thoát. Còn sanh về các cái cảnh khổ thì chúng ta không gọi là siêu thoát. Nhưng thực tế đều đã đi đầu thai hết rồi, đi tái sanh hết rồi, chứ không có tình trạng là không có tái sanh được nha. Chỉ là không tái sanh được lên cảnh giới hạnh phúc thôi. Thì cái cách mà chúng ta có thể làm á, đối với thân bằng quyến thuộc của chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta làm phước và hồi hướng phước. Đó là cách duy nhất mà người sống có thể làm cho người chết. Bởi vì khi người thân của chúng ta đã mất rồi thì chúng ta không còn làm cái cách gì nữa được. Như trường hợp vua Pasenadi, vua Bimbisara, tức là vua Ba Tư Nặc á, vua Bimbisara là Bình Sa Vương, Bimbisara là Bình Sa Vương, thì vị vua này á,
vào một đêm thì nghe những cái hàng ngạ quỷ họ khóc lóc, nghe những cái tiếng rất là ghê sợ, và Bimbisara mới đến hỏi Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn giải thích, cái này là ở trong chú giải pháp cú. Đức Thế Tôn giải thích là do thân bằng quyến thuộc năm xưa của đại vương á, khi thấy đại vương xuất hiện thì họ rất là mừng, đặc biệt là xuất hiện vào thời kỳ của Đức Phật. Họ mong mỏi đại vương khi làm phước thì hồi hướng phước đến cho họ, nhưng mà khi đại vương làm phước, đại vương không hồi hướng phước, cho nên là họ rất là đau khổ và họ đến họ than khóc với đại vương. Thì vua Bimbisara mới hỏi Đức Thế Tôn, bây giờ con nên làm cái gì? Thì vua Bimbisara được hướng dẫn là làm một cái cuộc trai tăng cúng dường đến chư đại đức tăng có Đức Thế Tôn dẫn đầu. Thì khi quý vị đọc cái lời tác bạch đó, có cái câu là có Phật chứng minh đó, thì tức là con dâng cái phần trai tăng này đến chư tăng có Đức Phật chứng minh cho con đó, con xin hồi hướng đến thân bằng quý thuộc đã quá vãng, đại loại như thế. Thì vua Bimbisara đó, khi tổ chức thì đầu tiên nhà vua, khi Đức Phật và tăng đoàn đến thì nhà vua đích thân lấy nước rửa chân cho Đức Phật và tăng đoàn, và có lời nguyện là phước báo này thì thuộc về quyến thuộc của tôi. Thì ngay thời điểm đó quyến thuộc của vua Bimbisara được một cái dòng nước mát do phước sanh khởi rửa trôi những cái nóng bức khó chịu. Rồi sau đó vua Bimbisara cúng dường thực phẩm đến cho Đức Thế Tôn và tăng đoàn. Thì sau đó quyến thuộc của vua Bimbisara được no đủ và không còn cái trạng thái của sự đói kém nữa đó. Và sau đó là kết thúc. Nhưng mà đêm hôm đó vua Bimbisara lại thấy quyến thuộc mình về, nhưng mà mọi người thì da thịt hồng hào rồi, nhưng mà vẫn trùi lủi, không có quần áo mặc, rất là xấu hổ. Thì vua Bimbisara ngày hôm sau lại tổ chức thêm một cái cuộc trai đàn nữa và cúng dường y phục đến cho chư tăng. Thì nhờ như thế thì những cái quyến thuộc của vua Bimbisara đó được sanh lên cái y phục của cõi trời, và sau đó đó họ thoát cái kiếp ngạ quỷ và tái sanh về cõi trời. Cho nên là khi mà quyến thuộc của chúng ta mà mất thì chúng ta nên làm phước cúng dường. Còn cái chuyện mà sư lấy ví dụ ha, mình nằm mơ mà mình thấy con của mình về mà than con đói, thì cái chuyện mình cần làm là gì? Là cúng dường thực phẩm đến cho chư tăng, rồi đem cái phước đó hồi hướng. Chứ còn nếu mình chỉ đơn giản là mình làm mâm cơm mình cúng dường thì họ không dùng được. Bởi vì mỗi một chúng sanh á, có cái loại thực phẩm riêng, khi chết rồi thì họ dùng phước rồi. Hoặc là khi mà mình thấy con mình nó về á, nó than là con lạnh quá, thì mình biết là nó thiếu y phục nó mặc đó, thì khi đó mình cúng dường y áo đến cho tăng đoàn, rồi sau đó mình hồi hướng cái phước đến cho con của mình. Hoặc là nói chung là mình nghe họ than cái gì thì mình cúng dường tương ứng đó. Thì đó là cái cách mà mình có thể làm cho thân bằng quyến thuộc của mình sau khi đã qua vãng. Rồi thì đó là tất cả các cái câu hỏi gửi đến cho sư. Quý vị nếu như còn câu hỏi nào nữa thì quý vị có thể tiếp tục gửi câu hỏi về cho ban tổ chức. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo.